Ôi anh ơi, đừng ăn em. Anh ăn cái thằng đáng quay anh kia kìa. Anh thấy tư thế này của mày ngon quá nên ăn thôi. Ôi bạn ơi, bạn không mau qua cứu tôi đi. Còn đứng đấy mà quay phim mà. Đờ mờ thằng kia, sao mày dám quay lại cái mặt đẹp trai của tao? Tao cho mày một xin luôn nhé, đứng đấy mà quay à? Ủa, có bom ở đâu bay đến thế kia? Ê thằng kia, sao lại bắn quân mình thế hả? Bộ mày mất trí rồi sao? Đúng là tao mất trí, nên mới phản bội bạn bè để theo bọn mày đấy. Giờ thì bố mày sẽ đổ sát hết tụi bay, để chuộc lại lỗi lầm tao đã gây ra. Ôi, may quá, anh áo đỏ đã quay trở lại rồi bọn mày ơi. Mấy anh em đợi tôi nhé, tôi sẽ xử lũ này nhanh thôi. Mẹ mày, mấy cái trò đánh lén này xưa rồi, tao chỉ bị dính một lần thôi nhé lũ khốn. Quay đó anh em, cảm ơn mày vì những gì mày đã giúp bọn tao trong thời gian qua. Giờ thì đi vui vẻ nhé. Ôi, anh đã ra đi thật rồi sao? Em sẽ đưa cảnh quay này cho mọi người xem, để họ biết anh đã ra đi anh dũng như thế nào. Ê thằng kia, tao chưa chết mà mày đã rủa rồi hả? Đứng đấy mà quay cảnh anh đổ sát hết bọn này đây này. Ôi, ngầu vãi trưởng anh ạ. Thôi, anh đi đến chỗ khác tiếp ứng quân ta đây. Ua, mình thằng đó xử hết chỗ này cơ á. Nhanh quá vậy ta. Xem ra cậu ta đang đánh hết sức mình, để chuộc lại những hậu quả mà cậu ấy gây ra. Tính đến giúp một tay mà ai dè sạch sẽ quá trời. Thế thôi lại bay tiếp vậy. Chả mấy khi được nhàn nhã như thế này. Chiến thắng rồi anh em ơi. Hi, súng được rồi đấy. Ơ, từ từ, đợi tao súng trước đã chứ trượt thế hả?